bây giờ các cha mẹ thân mến, chúng ta sẽ nhìn ở trên màn hình. Mẹ hãy sẽ chia sẻ với các cha mẹ cái việc mà chúng ta đã vượt qua chính mình như thế nào bằng những thói quen nhé. Nào, mời các cha mẹ nhìn ở trên màn hình đây ạ. Theo chúng ta đã biết rằng là cái thói quen của con người để mà thay đổi thì rất là khó, phải nói là cực kỳ khó luôn. Và cái này là cái mà thời gian đầu để chúng ta vượt qua được bản thân mình thì nó cần hai cái từ rất là lớn ở đây, đó chính là ý chí. Đó chính là ý chí. Thì khi mà chúng ta làm lần một á, để mà chúng ta bắt đầu chúng ta vực dậy được để dậy vào lúc 4 giờ 30 sáng là rất là khó khăn. Bởi vì từ đó giờ chúng ta ngủ có thể đến 5 giờ rưỡi, 6 giờ hoặc 6 giờ rưỡi, còn nhất là những cái bạn trẻ thì phải ngủ đến 7 giờ. Thì chúng ta quen với cái giấc ngủ đó rồi. Nên bây giờ nói rằng chúng ta dậy sớm để chúng ta tái thiết lại một cái thói quen mới thì rất là khó khăn. Hoặc là khi các cha mẹ đã không có tự tin ấy, chẳng hạn như là mẹ Hà lúc nãy mình chia sẻ đầu giờ, mẹ Hà có nhắn với mẹ Hệ là mẹ Hà là một người rất là tự ti trước đám đông, tức là nhút nhát, không dám chia sẻ trước đám đông. Thì mẹ Hệ có nói với mẹ Hà hai điều là: một là mẹ Hà phải rèn luyện thói quen nói trước đám đông. Cái thứ hai quan trọng nhất đó là mình phải chính trực. Bởi vì chúng ta không thể tự tin được nếu chúng ta chính trực. Nha, chúng ta không chính trực là chúng ta không tự tin được đâu. Nên bắt buộc để cho chúng ta được trở nên tự tin là chúng ta phải chính trực từ bên trong. Hai cái điều đó. Và các cha mẹ, nếu như các cha mẹ không có chính trực được á, thì giống như kiểu là chúng ta ngồi ở đây để chúng ta nói chuyện như cái sấy, mẹ ví dụ thôi. Chẳng hạn hôm nay mẹ hãy ngồi đây, mẹ hãy bảo rằng là mẹ hãy là một người rất là gọi là rất là integrity, trong tiếng Anh gọi là cũng là cái từ chính trực ấy, nhưng mà nói cái từ xa ta. Bây giờ mẹ hãy nói là mẹ hãy có được trong tay 1 triệu đô đi, cứ ví dụ như thế. Thế mẹ hãy tổ chức cả một cái cộng đồng như thế này, không phải là có nhiêu đây 100 con người, mà mẹ hãy tổ chức bao nhiêu chương trình Zoom này. Các cha mẹ biết là bao nhiêu năm qua cứ mỗi một ngày một chương trình, cứ mỗi một ngày một chương trình, rồi coaching, rồi chữa lành, rồi livestream. Trưa nay mẹ hãy livestream chương trình buổi trưa ngày hôm nay, một chương trình rất hay về nuôi dạy con, trưa nay 12 giờ. Thế thì cứ ngày nào mẹ hãy cũng làm những việc đó. Thế nếu như mẹ hãy bảo hồi đi, mẹ hãy bảo là ôi rồi em còn em không có được, em chưa bao giờ em có được cái này, em chưa bao giờ có được cái kia, hoặc em đã có được ở trong tay cái này, em có ở trong tay cái kia. Thế người khác không biết à? Thế bà hàng xóm ở nhà mẹ hẹ không biết à? Thế mẹ hẹ đăng lên trên Facebook bà không biết à? Thế rồi những người đồng nghiệp của mẹ hẹ không biết à? Những người đã từng làm việc với mẹ hẹ bao nhiêu năm qua không biết à? Rồi những đối tác chiến lược không lẽ họ không biết à? Rồi những con người mà người ta đến nhà mẹ hẹ người ta không biết à? Thế nếu như mà mẹ hẹ nói dối đi chẳng hạn thì điều gì xảy ra? Nên á, đã không nói thì thôi, nhưng chọn nói thì chọn nói đúng sự thật cho mẹ hẹ, để cho chúng ta yên tâm. Và khi á, có thể dài sẽ có thể có cái dài hơn, ngắn sẽ có cái ngắn hơn, nhanh sẽ có cái nhanh hơn, đẹp sẽ có cái đẹp hơn, và không bao giờ có cái chuyện đẹp nhất. Được chưa? Đẹp nhất chỉ là trong một phạm vi ở cái buổi đó thôi, còn không bao giờ có cái chuyện nhất. Nhưng mà có một cái thứ không có hơn mà cũng chẳng có kém, đó là sự thật. Đã thật thì không có câu chuyện gọi là thật hơn, đã thật thì không có cái chuyện là thật kém. Thật đơn giản chỉ là thật mà thôi. Các cha mẹ cứ nghiệm đi xem có đúng không? Hoa khôi sẽ có hoa khôi đẹp hơn nhé. Tóc dài sẽ có người dài hơn nhé. Và đã nói là không bao giờ có một con số nào là lớn nhất mà. Bởi vì chỉ cần tôi cộng thêm một cái hơn là tôi đã lớn rồi. Ví dụ chẳng hạn như mẹ Thái Huyền Trân hôm nay đang bán dầu gội đầu. Dầu gội đầu dưỡng sinh, cái gì nhỉ? Dưỡng sinh hay là dầu gội đầu gì mà làm cho mình gọi là tự nhiên mẹ hay quên. Dầu gội đầu Thảo Dược. Trời, sản phẩm của tôi là nhất, không nhất được, sẽ có người nhất hơn. Đấy, nhưng mà tôi chỉ nói đúng sự thật là trong cái dầu gội đầu này của tôi có những chất này, chất này, chất này, chất này, chất này. Vậy đó, được không nè? Vậy thôi. Nhưng mà không bao giờ có chuyện nhất hơn. Rồi, tất cả mọi sự, kể cả có những vận động viên họ đã là người chinh phục được là nhanh nhất thế giới. Nhưng tại thời điểm đó thôi, chỉ cần sang năm một cái đã có người phá kỷ lục. Vậy đó, nhưng riêng cái chuyện thật thì không bao giờ có chuyện thật hơn. Nên khi chúng ta không chọn nói thì thôi, còn khi chúng ta đã chọn nói thì chúng ta hãy chọn nói đúng sự thật cho mẹ. Cái này chúng ta phải rèn luyện như các cha mẹ. Để khi mà chúng ta đã nói đúng sự thật thì bây giờ mẹ ví dụ cho chúng ta như này. Quay trở lại nói cái câu chuyện tự tin của mẹ 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 Hà Lệ đó. Cái chủ đề hôm nay chắc là muốn nói đến cái chủ đề này.
Nên là mẹ Hà Lệ trước cái buổi này nhắn cho mẹ Hà Lệ là mẹ Hà Lệ đang có hai cái điều là như vậy, có ba vấn đề cần phải chữa lành, 111323. Nhưng mẹ Hà bảo là riêng cái vấn đề tự tin á thì cứ làm đi, rồi sau đó cứ nói đi, rồi nói thật nhiều lên tự nhiên quen. Rồi á, cái quan trọng nhất là phải trung thực đến tận cùng ở bên trong của mình. Thế ví dụ như thế này, hôm nay chúng ta bảo là ô cô ơi, em là một người rất là giàu có, em rất là người rất là tuyệt vời, em là một người mà có rất là nhiều siêu xe. Thế nhưng đến ngay cái bà bên cạnh, bà thừa biết mình nghèo rất mùng tơi, bà thừa biết mình bà này làm gì có xe hơi. Thế là không may hôm đấy bà ngồi bà học trong chương trình Zoom này một cái. Nào, điều gì xảy ra nếu như ngày mai mình đi đám cưới với bà ấy? Đó, điều gì xảy ra nếu như ngày mai mình gặp bà ấy ở trên đám cưới? Chắc chắn các cha mẹ sẽ phải thế này, gãi đầu gãi tai xong luồn 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 đi ra chỗ khác ngồi. Đúng không? Tự tin được không? Tự tin được không nếu chúng ta không trung thực ở bên trong? Nhưng nếu chúng ta có thật đi, chúng ta không, nếu chúng ta không nói thì càng khiêm tốn, càng khiêm nhường càng tốt. Nhưng nếu chúng ta được quyền nói thì chúng ta hãy nói đúng sự thật của chúng ta thôi. Thì chúng ta chính trực đây, nhà tôi có được 1 triệu đô thì tôi cứ nói là tôi có 1 triệu đô. Nhà tôi có vài triệu đô, tôi nói tôi có vài triệu đô. Tôi là như thế. Rồi nhà tôi có một chiếc xe hơi như vậy thì tôi nói đúng là như thế thôi. Tôi không cần phải nói là nhà tôi có một chiếc xe hơi mà lại nói ôi trời, tôi có rất là nhiều chiếc xe hơi. Đấy, hoặc là tôi đang bị như thế này thì tôi cứ nói tôi đang bị như thế. Không có cái vấn đề gì cả, nếu đã không nói thì thôi. Nha, không ai có quyền nói bạn trung thực hay không trung thực nếu như chúng ta không nói. Mẹ nhắc lại này, không ai có quyền nói chúng ta là trung thực hay không trung thực nếu chúng ta không nói. Chúng ta chỉ có quyền chọn là tôi nói hay tôi không. Nhưng đã không nói thì thôi, nhưng nói thì làm ơn nói đúng sự thật cho mẹ hẹn là xong. Thế khi chúng ta nói đúng sự thật thì có gì đâu mà phải ngại, có gì đâu phải run, đúng không? Đấy, chứ còn không, khi mà chúng ta không cẩn thận là chúng ta ngồi đây. Thế nhiều các cha mẹ mà sao mẹ hẹn tự tin thế, sao mẹ hẹn nói cứ phăng phẳng phẳng suốt ngày thế, sao mẹ nói từ sáng đến trưa thì chiều, từ chiều đến tối không vấn đề gì thế. Và nó đúng rồi, bình thường. Các cha mẹ cứ làm được đúng cái sự chính trực đi thì các cha mẹ sẽ rất là tự tin, thế thôi. Đấy, thế giống như ngày hôm nay ở đây đi, mẹ bảo là chẳng hạn con gái mẹ 2 tuổi đã có thể đọc sách và nói tiếng Anh một cách lưu loát. Thì đấy, thực tế là con gái của mẹ nó cầm sách nó đọc lên, nhìn lên trên Facebook mẹ đi đấy, hoặc là ví dụ một vài những vấn đề khác nữa. Thế thì chúng ta phải hiểu là chúng ta hãy nói những thứ chúng ta có mà nói đúng sự thật. Thế nhiều không á, các cha mẹ ngồi trên đây cứ cứ thế nhút nhát như thế này, ui cứ còng mình vào đó. Nhưng nếu gặp mẹ thì mẹ sẽ ngồi như thế này đấy, một cách rất là tự tin rõ ràng lại, đúng không? Ưỡn ngược ra, vai hạ xuống, rất tự tin nói chuyện với các cha mẹ. Ủa, có cái gì đâu mà phải sợ. Ủa, tôi đang rất là chính trực với chính mình, tôi đang rất thật từ trong ra ngoài thì tôi có gì đâu tôi phải sợ. Tại sao con người ta tự ti là bởi vì bên trong họ có cái gì đó. Thế thì có cái gì đó có thể nó đó là một nỗi đau nào đấy các cha mẹ. Nó có thể là một nỗi đau nào đó mà các cha mẹ đã đi qua. Có thể là cũng đã từng bị cái gì đó trong quá khứ, hoặc là mẹ đã bị một cái vố nào đó rất nặng ở trong quá khứ, thì bây giờ người ta không thể nào người ta tự ti được, à người ta tự tin được mà người ta rất là nhút nhát ở bên trong. Chuyện đấy rất là bình thường. Vậy thì một là các cha mẹ phải chữa lành đi cái đó. Rồi cái thứ hai là chúng ta phải tạo ra một cái thói quen. Vậy thì đây, cái thói quen mà mẹ hãy đang nhìn thấy ở trên màn hình, pin trên màn hình cho các cha mẹ đây ạ. Thì cái đầu tiên của chúng ta là phải có một cái ý chí rất là lớn đó. Sau đó chúng ta làm đến N, lần N1, rồi chúng ta làm đến lần N2, rồi chúng ta làm đến N3, rồi N4 và tới N của N. Đến khi nào chúng ta đạt được cái điểm bùng phát đây này, lúc này là chúng ta đã vượt qua được cái cũ nha. Nhưng nó lại chưa phải là chắc đâu, nó mới chỉ là đi qua được 50% thôi. Chẳng hạn như các cha mẹ hôm nay này, 233 các cha mẹ ngồi ở đây này, tức là các cha mẹ đã phải đi qua được cái điểm bùng phát, chưa 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 qua được điểm bùng phát đâu ạ, phải thêm vài ngày nữa mới đi qua được điểm bùng phát. Tức là tôi đã quen với việc tôi dậy sớm, tôi đã hơi quen quen thôi chứ không phải là quá là thuần thục. Vậy thì lúc đó chúng ta phải tiếp tục rèn luyện ngày buổi N6, N7, rồi N8 và N mấy chục lần. Có những cha mẹ phải N tới 80 lần, có những N là N 30 là xong rồi, hoặc là có những N là 20 thôi là xong rồi. Và lúc đó nó mới tạo thành một cái thói quen. Thì cái nguyên lý này sẽ áp dụng cho tất cả con người, bao gồm cả đứa bé của chúng ta. Chẳng hạn lâu nay hôm qua có một người mẹ mà nhắn tin cho mẹ, nhưng mẹ không trả lời, mẹ chỉ bảo là cái này mẹ sẽ không trả lời ngay hôm nay, mà mẹ sẽ trả lời vào buổi nào hỏi đáp chung cho mọi người, vì cái này nó là cả một vấn đề rất lớn. Thì mẹ có hỏi với mẹ Hệ là cô Hệ ơi, con của em ở nhà nó rất hay nóng giận, hơi một chút xíu là nó lăn đùng nó ăn vạ, hơi một chút xíu là nó hay lấy tay nó đập, nó giậm chân giậm tay. Rồi tí là mẹ Hệ sẽ gỡ cho cái điều này nhưng một phần chứ không phải là tất cả, mẹ Hệ sẽ nói cho các cha mẹ biết. Vậy thì chúng ta phải rèn luyện cho con một cái thói quen mới,
để cái thói quen mới nó đè bẹp cái thói quen cũ. Và mình hãy nói với các cha mẹ điều này này, tại sao lại giống như mẹ Lệ lúc đầu nói là mẹ Lệ phải vào cái môi trường này để mà thay đổi. Bởi vì đúng như mẹ Lệ nói đó, nếu như mà khi chúng ta chưa có một thói quen đủ sâu đủ lâu nó hằn vào trong chúng ta đó, thì lúc đó là gì, tại cái môi trường này, tại con người này, nó ở cái khúc bên trái này này, thì tôi đứng ở đó thì tôi có thể là được thay đổi khi mà con người đấy có ở bên cạnh cái môi trường tốt, thì tôi sẽ được thừa hưởng để tôi thay đổi. Nhưng mà rời cái môi trường này đi nha, đi sang một môi trường khác nha, đi vào lại cái giống như môi trường cũ nha, thì cái nó có đó nó lại bật lên. Cụ thể như sau, chúng ta sẽ nhìn thấy có một cái đứa bé nào nó hay ăn trộm tiền, nó ăn cắp tiền, thì bình thường nếu như mà bố nó đánh cho nó nát bét tay nè thì nó chừa lúc đấy thôi, nhưng bản chất bên trong nó vẫn còn cái thói quen đó. Thế thì lúc đó là gì, có thể nó được rèn vào môi trường rất khắc nghiệt, chẳng hạn ở đó có thầy quản giáo, ở đó có bố mẹ nó giám sát, ở đó có những chú cảnh sát, thì nó không bung cái đó ra. Tức là khi có một môi trường mới nó không bung cái đó ra vì nó bị giám sát. Nhưng khi không có môi trường đó mà nó được đặt để vào một cái chỗ mà tiền để sẵn trước mặt, điện thoại người ta để sẵn trước mặt, không có ai giám sát cả, thì cái thói quen đó của đứa bé nó lại tiếp tục nó bật dậy như như cũ. Mẹ hãy nói thế các cha mẹ rõ chưa ạ? Rõ comment số 1, không rõ thì comment số 0. Mẹ hãy nói các cha mẹ điều này nha. Thói quen không bao giờ mất đi. Có một tin buồn cho các cha mẹ là như thế. Thói quen không bao giờ mất đi là như vậy đó, bởi vì cái đó nó ăn vào tiềm thức rồi, nó vào tàng thức của cái đứa bé đó rồi. Nhưng chúng ta chỉ có thể tạo lập một thói quen mới để đè bẹp đi một thói quen cũ mà thôi. Nên á, cái đứa nào nó đã ăn trộm là nó sẽ cứ ăn trộm, chỉ trừ phi mà nó được đặt vào một môi trường mới để nó tạo một cái thói quen mới, đó là thói quen thiện lành, thói quen trung thực, thói quen tử tế, thói quen được giám sát, thói quen được ghi nhận, thói quen được vân vân, thì nó sẽ lấy cái thói quen mới đấy nó lấn át đi cái thói quen cũ mà thôi. Nhưng mẹ hãy đảm bảo với các cha mẹ, nếu như cái thói quen nó đã được lặp đi, cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, và nó ăn vào tiềm thức của đứa bé, nó là thói quen của đứa bé rồi, thì nó không bao giờ mất đi đâu. Nó không bao giờ mất đi, nó chỉ là bị ẩn đi khi nó không có điều kiện. Nhưng khi có một cái nào đó có điều kiện thì nó bật lại y chang như cũ. Nên đó là lý do vì sao tất cả những cha mẹ là đối tác chiến lược hay là truyền nhân ấy, hay con của các ba mẹ truyền nhân ấy, cứ liên tục phải ở cái cộng đồng này. Mẹ hẹn đâu có mời các cha mẹ ra sau khi học xong chương trình đâu, học được cứ học. Thế thì á, lúc đó là mẹ hẹn vẫn dạy và họ vẫn vào học. Mẹ hẹn vẫn dạy cho các bé và những em bé khóa trước vẫn cứ vào học. Để làm gì? Để cho các con được nuôi dưỡng một cái thói quen mới. Và cái thói quen mới nó được liên tục huân tập theo thời gian, và nó sẽ tạo thành thói quen ăn sâu vào tiềm thức của đứa bé đó. Thì lúc đó đứa bé đó nó mới thay đổi, nó mới thay đổi. Còn nếu như không á, thì nó vẫn như là thói quen cũ, nó vẫn lại bùng ra mà thôi. Nên có rất là nhiều các cha mẹ đi học mấy cái lớp á, mà các cha mẹ cứ bảo thế này: sao cô em chỉ em cái này mà em về em thực tập rồi lại đâu vào đó. Đương nhiên nó đã là thói quen, nó ngấm vào trong máu rồi, nó đã ăn vào tiềm thức và thậm chí nó rớt vào cái tàng thức của các cha mẹ rồi á, thì làm sao mà thay đổi được. Chúng ta phải lúc đó là phải có môi trường, tức là một là phải có môi trường tốt, phải có một người thầy ở bên cạnh với các con và với chính các cha mẹ nữa, và ở đó có một cộng đồng tốt, thì lúc đó tức là nó phải có đầy đủ tất cả những yếu tố đó, thì lúc đó con người của chúng ta mới vượt thoát được. Chẳng hạn như trong cộng đồng, mẹ hãy cứ ví dụ như này thôi để các cha mẹ hiểu nha. Mẹ hãy ví dụ như này để các cha mẹ hiểu này, để các cha mẹ phải sâu sắc về vấn đề về thói quen. Còn nếu không, các cha mẹ không thay đổi mình được đâu, các cha mẹ cũng chẳng thay đổi được những người khác đâu. Nên có những cha mẹ nào đã là truyền nhân của mẹ hệ từ cái khóa 1, khóa 2, khóa 3, khóa 1 xong bắt đầu không học nữa một thời gian rồi, mà quay trở lại mà để mẹ hệ chữa lành lại, mặc dù khóa 1 chưa được mẹ hệ coaching chữa lành, mẹ hệ sẽ không chữa. Bởi vì một thời gian bẵng đi không học với mẹ hệ nữa rồi, không còn ở cái môi trường này nữa, mẹ hệ không chắc rằng người mẹ đó vẫn vẫn như các cha mẹ đang được học này. Bởi vì họ đã trở về một môi trường cũ, cá đã trở về nước mặn lại, cá đã trở về nước ngọt lại, họ lại tắm ở trong môi trường cũ, họ lại bị nhiễm phèn lại, họ lại bị nhiễm lại tất cả những độc tố lại. Bây giờ quay lại đây, mẹ hệ phải yêu cầu học lại từ đầu. Không có cái câu chuyện là học rồi, sau một thời gian nghỉ xong quay lại đây là em ngon như cũ. Không bao giờ có, bởi vì đó là nguyên lý. Không tin các cha mẹ cứ học thử mà xem.
Ví dụ các cha mẹ học một khóa ở chương trình này xong, xong nghe có vẻ thiện lành lắm, nghe có vẻ là bình an lắm, nghe có vẻ được chữa lành tốt lắm, nghe có vẻ là ok lắm. Nhưng rồi sau một thời gian nó bẵng đi xong bắt đầu lao đi kiếm tiền, lao đi gặp những bạn buôn bán bất động sản, lao đi gặp những người bạn mà trộm hổm trộm hôm, xong bắt đầu lao đi ra bên ngoài với những con người bình thường. Thì cuối cùng quay trở lại đây các cha mẹ lại y chang như cũ. Không tin cứ thử đi. Không tin các cha mẹ cứ thử đi, các cha mẹ nghiệm được xong có đúng không? Thế nên muốn huân tập một thói quen, các cha mẹ có biết vì sao được mẹ hẹn như ngày hôm nay không ạ? 10 năm mẹ hẹn làm việc, gần 10 năm làm một vị trí rất là cao ở trong một tập đoàn lớn nhất Việt Nam về bán lẻ. Và được huân tập trong một môi trường rèn luyện rất khắc nghiệt về cái từ tiếng Anh được gọi là integrity, tức là chính trực với các cha mẹ. Mẹ nói thật với các cha mẹ nha. Khi mà mẹ hẹn lúc đi làm giám đốc của ngành hàng chẳng hạn, thì bình thường nguyên lý các cha mẹ sẽ đi đến tất cả những ngành hàng điện máy hay điện thoại hay là vân vân, nói chung bất kỳ ngành hàng nào cũng thế. Khi họ đi họ làm một cái gì đó, thà thường là họ phải thông qua cái người gọi là buyer đó, 2%, 3%, có những nơi 5% nha các cha mẹ. Nên cái người mua hàng rất là giàu. Nhưng riêng đối với mẹ hẹn đó, không bao giờ làm việc ở trên bàn nhậu. Mẹ chỉ có mỗi một điều ở trong cuộc đời mình thôi, đó là sự báo hiếu cho bố mẹ. Và mẹ hẹn kiểm soát bản thân mình rất là tốt. Hôm nay mẹ hẹn ngồi đây nói được là mẹ hẹn làm được. Đầy các cha mẹ đang là đối tác cũ của mẹ hẹn đang ngồi ở đây học này, còn thậm chí còn đang vào học ở chính chương trình của mẹ hẹn truyền nhân và đối tác chiến lược luôn ấy. Thì các cha mẹ biết một điều là gì? Khi mà họ mua hàng và mẹ hẹn cho một cái sản phẩm nào đó đi vào một chuỗi hệ thống mấy ngàn cửa hàng như này, thì thường là họ sẽ phải lo lót cho cái người buyer đó 2%, 1%, 1,5%, 3%. Nhưng riêng đối với mẹ hẹn nói là tất cả những khoản đó trừ vào giá cho công ty đi. Ví dụ thay vì bạn bán cho công ty 10 đồng, bạn kê cho tôi thêm 3 đồng nữa là 13 đồng và bạn chào giá là 13 đồng. Nhưng không, vậy thì bây giờ hãy trừ luôn cái phần 3 đồng đó cho tôi vào trong cái phần giá của công ty và báo đúng 10 đồng. Tức là công ty tôi chỉ phải mua 10 đồng thôi. Nhưng nếu cùng cái sản phẩm đó ở một đối tác khác, họ sẽ phải mua 13 đồng. Các cha mẹ hiểu điều đó. Và có một lần, có một đối tác nọ và rất nhiều lần đã mang iPhone đến cho toàn bộ nhân viên của mẹ hẹn mỗi người một cái mà gửi về tận nhà. Khi mà nhân viên mẹ hẹn nói với mẹ hẹn một điều là: chị, bên anh này đã gửi điện thoại về cho em một chiếc iPhone. Ngày mai mẹ hẹn cho ngưng ngay cái việc nhập hàng của toàn hệ thống đó, không cho bước chân vào doanh nghiệp một bất kỳ một sản phẩm nào nữa, ngưng hết, chỉ sử dụng toàn bộ những sản phẩm đã cũ có, bán cho hết đi và ngưng không cho nhập hàng nữa. Và mẹ nói với các cha mẹ biết một điều này: trong cuộc đời này để chúng ta chính trực được á, thì chúng ta phải rèn luyện của mình rất là khắc nghiệt. Nhưng cái điều đó đương nhiên nó còn có cái tác động bởi một môi trường khác, đó là cái ông chủ của cái doanh nghiệp mà mẹ hẹn làm á, thì anh ấy rất là hào phóng, anh ấy cũng rất là tử tế, vì anh ấy biết rằng là có những con người đã là nhưng ở vị trí rất là cao để đồng hành với anh ấy như thế, thì anh ấy bù lại anh để trả cái tiền cổ phiếu cho mình, tức là thưởng cho mình cái tiền cổ phiếu rất là cao. Thì thay vì là các cha mẹ biết là nếu chúng ta cầm được 1, 2, 3 đồng đó, mẹ hãy nói này, cái đồng tiền đó nó không thịnh vượng đâu, nó không bao giờ thịnh vượng đâu nha các cha mẹ. Chúng ta học về nguyên lý và năng lượng rồi mà, nên cái sự chính trực là cái sẽ làm cho các cha mẹ luôn tự tin mạnh mẽ bản lĩnh, và các cha mẹ phải có chính trực thì mình phải có tử tế. Các cha mẹ nghe cái câu này mẹ hãy nói này: có thực mới vực được đạo. Comment cho mẹ cái câu đó đi ạ. Có thể rất là nhiều các cha mẹ luôn nghĩ là ôi em phải no cái bụng, tức là có thực mới vực được đạo, đó là một cái suy nghĩ rất là thấp thôi. Có thực mới vực được đạo ở đây á, có nghĩa là tôi phải làm thực, làm tử tế, làm chân thành, làm chính bằng đôi tay và công sức của tôi này này, thì tôi mới vực được cái đạo đức của mình lên. Có đức thì mới có phúc, mà có phúc thì ắt mới có phần. Hôm nay các cha mẹ rõ về nguyên lý này chưa? Hiểu được cái câu có thực mới vực được đạo chưa các cha mẹ? Nên ở đây mẹ hẹ đã nói là mẹ hẹ dạy cái gì là dạy cái đó, chữa lành cái gì là chữa lành cái đó, giúp cho gia đình mình tử tế đến tận cùng thế nào là tử tế đến tận cùng cái đó.